Ôi sao đám cưới anh bán mì cay anh đâu em? Anh bán mì cay coi nồi một ngày. Bữa nào mình thấy hai đứa mình nhận nha em. Hai đứa mình đang ngồi tư hình hà. Mì cay đây cà rèm đây có ai mua mì cay? Có ai mua cà rèm? Rồi sang năm tới cũng thấy nhà ta xinh. Thêm đứa đi bán mì cay theo em bán mì cay còn thì chạy vào.